Chào anh em, mình xin giới thiệu với anh em đây là chú chim hậu bị của mình. Sau khi mình nuôi tầm khoảng 5 tháng, mình thấy là nó cũng phát triển tương đối là ok. Thì mình sẽ thả vào lồng sinh sản để làm bố mẹ kế cận. Và đây là cái giống chim khổng lồ. Đó. Thì các bạn thấy là chúng rất là gì? To và khỏe. Và trông rất là hùng, rất là ok. Các bạn hình dung là nó to như một con bồ câu con, một câu ta, một câu ré. Và đây là cái giống chim, nó là giống đầu 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 xanh, đầu xanh. Đó. Mắt rất là gì, đỏ. Cườm cườm cũng khá là cườm nhỏ, cườm rắc. Và lông thì ngực hồng. Đó. Mãng ống phấn hồng. Đó. Đuôi xám này. Phần đuôi xám, chân đỏ, mỏ rất là dài. Đó. Mình có thể là để ra đây để anh em nhìn cho nó rõ hơn một chút được không? Ok. Ok, chào anh em. Mình xin giới thiệu đây là chú chim khổng lồ của mình. Và các bạn thấy là khi mình cầm một cái vòng tay thì nó còn dư ra khoảng bao nhiêu. Đó, và các bạn thấy là gì? Cái phần cườm của nó là cườm rắc. Đây là con chim rất là quý. Và đây là đầu của nó rất là xanh. Đó, và mắt của nó rất là khôn. Đó, các bạn nhìn nhé. Đó, nó rất là hung tợn. Đó. Và cái mỏ của nó là mỏ đinh. Nó rất là nhọn và rất là cứng. Đó, và cái phần mỏ này là nó giống chim này là giống chim mỏ rất đẹp, nó có độ cong của nó. Thì một số dòng trong chim mỏ nó thẳng tuột, đây là mỏ nó cong, cái phần màu mỏ trên nó rất là đẹp, nó khum và nó thừa ra một chút, và các bạn nhìn thấy là nó rất là phớt phớt xanh. Đó, và cái phần ngực thì các bạn có thể thấy là đây là cái ngực rất là bông, rất là hồng. Đó. Con chim này thì các bạn nhìn sơ bộ là nó rất là to. Nếu mà để mà nói thì nó mình sẽ so sánh với một cái viên gạch đó. Các bạn thấy là đây là một viên gạch, thì thực tế là viên gạch này dài 40, thì con chim này là từ mỏ đến chóp đuôi là nó khoảng 45 cm. Đó là chiều dài từ 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 cái chóp đuôi này đến cái phần mỏ này. Thì rồi thì còn cái phần chân của chúng thì các bạn thấy là gì? Chân chân của chúng thì rất là gì, tuyệt vời. Chân nó đỏ đỏ gạch non, đỏ phớt phớt hồng. Và cái phần phần đuôi của nó thì các bạn thấy là đây là cái giống này mình cứ gọi là đầu đầu xanh đuôi xám đây này. Cái nền ở chỗ cái hậu môn của nó có màu xám ngỗng. Đó. Và con chim này thì các bạn thấy là gì, đuôi của nó rất là đẹp. Đó. Thì các bạn thấy yên tâm là có thể là khi cần đến những cái giống chim nó lạ thì mà nó trông nó đẹp về hình thức, nó kích thước nó rất là ok, thì các bạn có thể là giao lưu với bên mình. Số điện thoại là 0163 5305982. Mình tên là Thao, với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đá Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cũng rất mong muốn giao lưu với tất cả anh em chơi chim trên toàn quốc. Đó, nhưng các bạn thấy là con chim này nó là như vậy. Mình có thể là để xoay xoay ra đây một chút. Chúng rất là ok. Con chim này rất là khỏe. Đó, các bạn nhìn thấy cái phần cườm của chúng thì các bạn thấy là gì? Ok đúng không ạ? Đó. Đó. Mình thấy là
Bạn thấy cườm rất là rắc, rắc cườm đầu, mắt rất là đỏ, mắt rất là đỏ, rất là khôn, rất là tợn. Ok, chào các bạn. Đây là mình giới thiệu với các bạn, đây là con chim khổng lồ cườm rắc. Cườm rắc này, mắt đỏ này. Đó, đầu xanh. Đầu xanh. Đó, mỏ đinh dài đen. Và mỏ này là mỏ khum nhá, mỏ cong. Đó, chân thì rất là to, chân chân màu 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 gạch non. Phớt hồng, đỏ hồng. Đó, con chim này thì các bạn thấy là nó rất là dài, để quay úp úp nó để nhìn cho nó so sánh như một viên gạch, nó rất là dài, quay vào giữa con chim đó. Đây cườm đó. Mình ấn vào cái máy ảnh này, chụp cho nó mấy kiểu chưa gì đấy. Đấy. Anh em nào muốn mua những giống chim như này gọi cho mình là 0163 5305 982. Đó. Đuôi xám. Chụp. Thank you.